Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóc anh em. Đấy thì hôm nay mình lại tiếp tục vác 1 triệu rưỡi anh em, 1 triệu 500k vào chơi cũng như kiếm tiền trên con bình bóc cho anh em cùng xem nhá. Rồi thì vừa rồi ra con 1 thì bây giờ mình sẽ bắt con 3 với con 5 nhá. Đấy con 1 nãy nó bệt một cầu rồi thì bây giờ chỉ có ra con 3 hoặc con 5 thôi anh em. Đấy. Đấy đúng rồi, đúng công thức luôn anh em ạ. À. Đúng công thức của mình luôn. Đấy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi theo cái công thức hai cửa của mình với lại con xích bò này. Đấy thì mình sẽ áp dụng để xem hôm nay vốn 1 triệu 5 của mình thì mình sẽ ăn được bao nhiêu trên con xích bò bình bốc này. Thì mời anh em đón xem hết cuối clip của mình để xem mình test cái công thức hai cửa của mình xem nó có uy tín hay là như mình chơi mình nói hay không anh em nhá. Rồi, ok, ăn con 5 tiếp này. Ok chưa? Công thức hai cầu mái đỉnh anh em ạ. Đấy vốn 1 triệu rưỡi hai phát lên 10 triệu anh em ạ. Đấy không có gì thay đổi thì hôm nay kiếm trăm nghỉ anh em nhỉ, trăm hai trăm gì đấy, lên được bao nhiêu thì lên anh em ạ. Đấy lên hết mức có thể anh em nhá. Đấy chơi là phải biết điểm dừng. Đấy không phải là muốn lên bao nhiêu lên đâu anh em ạ. Cầu đôi này thì anh em áp dụng công thức hai cửa, áp dụng công thức ba cửa là không ăn được đâu anh em ạ. Rồi ăn tiếp này, ba tay nhá, ăn thông ba tay nhá. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con bình bốc này thì link mình đã để dưới phần bình luận với mô tả nhá. Anh em hiện tại về có hai bản, một bản app một bản web nhá. Anh em thích chơi con này thì link đầu tiên, link app đầu tiên nhá. Anh em tải về thì anh em gửi ID vào cái nhóm Telegram mình ghim ở cùng đó luôn, cùng link tải đó luôn. Anh em gửi vào đó anh em nhận cốt 20k. Đấy bây giờ mình sẽ bắt con 4 con 5 này. Đấy anh em gửi vào đó anh em sẽ nhận được địt mẹ ra 6 rồi. May mất có chiều mốt thôi không sao anh em. Đấy 3-4 phát thì cũng phải mất một phát chứ anh em đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Đấy chơi là phải ra vào lại liên tục cho nó đỡ soi anh em nhá. Rồi anh em tại vì anh em chỉ cần liên kết xong anh em gửi vào nhóm nhận cốt 20k. Xong anh em inbox qua Zalo cho mình. Mình sẽ đưa anh em về bờ 1 đến 2 lần trên một người. Và đặc biệt nữa mất mình hoàn vốn nhá. Rồi mỗi anh em tại thì mình sẽ cho anh em hai bộ công thức, một công thức hai cửa, một công thức ba cửa cho anh em chơi nhá anh em. Rồi để xem này thì nó như thế nào đây anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt con ba con bốn này. Mở đúng rồi, 3 triệu anh em, 3 triệu nhân 5 là 15 triệu anh em nhá, lên 22 triệu này. Rồi thì mỗi ngày thì mình sẽ dành ra 1 tiếng buổi sáng tầm 9 đến 10 giờ. Mình sẽ đưa tầm 57 anh em về bờ nhá. Anh em nào mà đang xa đảo, xa bờ thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình. Mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí hoàn toàn 100%. Và đặc biệt nữa mất được hoàn vốn anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt con 4 con 5 này. Đấy. Đây là công thức mới anh em nhá. Công thức mới anh em nhá. Công thức này là công thức bệt. Nếu mà công thức này là áp dụng cho cầu bệt anh em nhá. Công thức này là áp dụng cho cầu bệt. Còn công thức ba cửa kia là không áp dụng cho cầu bệt anh em nhá. Rồi lên 36 triệu rồi. Để anh em cần kéo hay cần công thức thì cứ tải game về rồi liên hệ qua Zalo cho mình, số Zalo mình trong mô tả nhá. Với lại Zalo mỗi ngày mình chỉ check 2 lần thôi anh em nhá. Đấy, check một lần buổi sáng, lần buổi chiều thôi chứ mình không có thời gian để check Zalo anh em nhiều. Mình check là mình check hết một lượt luôn anh em nhá. Ok ăn tiếp này. Anh em thấy hôm nay cầu chuẩn chưa? Đấy đẳng cấp chưa anh em? 51 triệu rồi, mới mất một tay anh em nhá. Chắc gần 10 tay rồi mới mất một tay anh em ạ. Đó, anh em nào mà rảnh thì buổi tối tầm 8 giờ tối anh em gõ kênh Đình Lâm Gaming vào đó xem mình live stream con bình bốc này anh em nhá. Rồi, thì live thì mình sẽ dành ra 4-5 slot, mỗi slot 100k để lọc lá event cho anh em nhá. Đấy, chứ không phải là xem vui chơi có thưởng anh em ạ. Rồi, mất phát 10 triệu anh em, cay chưa? Rồi, không sao anh em ạ, gần chục tay mới mất có 2 tay thì vẫn còn 80-90% thắng anh em. Không sao, phát này mình sẽ chơi con 10 triệu luôn. Mình sẽ bắt lại con 4 con 5 nhá anh em. Mình sẽ bắt cầu lùi. Rồi bây giờ mình sẽ ra 3 thì mình bắt 1-2. Ra 5 mình bắt 3-4 anh em, kiểu thế anh em. Mở bát. Không ăn thì cắt chim luôn chứ sao anh em. 50 triệu nhá. Rồi trừ con 5 mất 10 triệu, còn 40 triệu lên 79 triệu rồi anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ra vào lại phát anh em nhá. Đấy, chơi là phải ra vào lại liên tục anh em. Cứ ăn cũng vào lại mà mất cũng phải ra vào lại anh em nhá. Đấy cho anh em chơi cẩn thận một xíu. Vì game nào cũng vậy thôi anh em. Cầu công thức này mình cho không phải là hoàn toàn 100% chính xác đâu anh em nhá. Đấy anh em phải xem cầu như thế nào rồi anh em mới chơi. Rồi ăn tiếp con 10 triệu này. Anh em phải xem cầu nó đi như thế nào. Chứ không phải anh em vào cứ thấy ra con 5 là anh em bắt luôn con 3 hoặc con 4 đâu anh em. Không phải, anh em phải xem cầu. Mới vào anh em phải xem cầu qua một lượt rồi sau anh em chơi. Đấy cũng không muộn đâu anh em nhá.
Rồi bây giờ vừa ra con 5 thì mình bắt con 2 con 3. Đấy để xem vừa ra con 5 hay con 4 nha. Đấy, lo nói chuyện anh em mãi, chuyện anh em quên mất anh em. Ok vẫn ăn anh em nhá. Ăn như này chỉ có game toang luôn anh em ạ. Mình đánh cho game sập luôn, không còn đường về luôn anh em ạ. Đánh cho không còn lối về luôn. Đấy anh em nào mà chưa trải nghiệm thì cứ tải đi để được đưa về bờ với lại tặng anh em hai bộ công thức Xích Boy nhá. Rồi có cốt 20k trải nghiệm luôn. Và đặc biệt nữa con này anh em chỉ cần nạp đầu 100k thôi là anh em sẽ nhận được 58k free nữa anh em nhá. Khuyến mãi ở trong hòm thư nhá. Mở bát. Địt mẹ đấy chứ, 2 ra 1 luôn, cay chưa. 3 ra 2 ra 1 vãi nồi anh em ạ. Khiếp thật, còn 136 cụ này, 136 cụ phát này mình làm một phát này, cho nó lên luôn này. Phát này mình tự tin lẻ lắm anh em, lẻ 1.000 phần nghìn luôn, không phải là 100 nữa rồi. Đấy con 1 là bây giờ chắc chắn nó ra con 3 con 5. Đấy nếu mà ra con trong trong 1 con 3 con 5 là mình sẽ ăn được 50 triệu lẻ nữa nhá. Đấy chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Ok, lên 200 mấy rồi anh em. Lên 223 triệu rồi. Bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây. Vốn 1 triệu rưỡi lên 223 triệu anh em nhá. Theo công thức hai cửa mới của mình áp dụng thành công anh em ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.